Trên mọi miền tổ quốc nhá. Hôm nay chúng tôi đem lên một chiếc sáp rất đẹp, hàng ship Nhật. Các bác nhìn lưới xanh lét. Em có thể quay gần hơn một tí để các bác có chiêm ngưỡng nhá. Lưới xanh lét chứng tỏ rằng là em nó rất mới ạ. Vâng, xanh lét. Hàng em ship Nhật về đã bảo dưỡng hoàn hảo. Chiếc này là chiếc GF382. Model GF382. Model cũng một model là được thiết kế bộ cơ như 700Z ạ. Các bác nào đã chơi 700Z rồi thì bộ cơ của em nó y như 700Z ạ. Trên con đường đã một thời xa lạ, cụm hoa nào vừa thức dậy chỗ bóng. Một con em rất hay đấy ạ, mà tập tiền. Rất tốt các bác nhá. Chiếc này trên cánh đá để sưu tầm. Trên cánh đồng đã một thời hoang dại, cây lúa nào vừa vươn dậy chỗ bóng. Theo gió đông đưa cây lúa nghiêng mình. Cuộc trong ngỡ ngàng như mới vừa nuôi lại tình thân. Vâng, để cập nhật những model của Trung Kiên em đưa lên hàng ngày, mời các bác ấn nút đăng ký. Vâng, còn
ấn nút chia sẻ để bạn bè anh em mình cùng biết đến những cái sản phẩm mà shop Trung Kiên em đưa lên, và ấn nút like để ủng hộ kênh Trung Kiên em. Em xin chân thành cảm ơn. Và em cũng xin báo giá trước model của chiếc GF 382 này cho bác em giao lưu các bác là 4,5 triệu ạ. Vâng. Em mở radio nhá. Nó chưa thiết thực cụ thể đúng với cái đối tượng của chúng ta. Tất cả mọi thứ hoàn hảo các bác nhá. Thông qua cái quy trình thủ tục đó. Cái vấn đề thứ hai đó là cái trường hợp phải sai đối tượng. Sau đó thì trong cái quá trình chúng ta xử lý như vậy thì lại làm càng làm cho cái gọi là thị trường đầu ra của các cái nhà ở xã hội khó khăn hơn. Và đến lượt nó thì lại khiến cho các cái dự án nhà ở xã hội đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới lại thêm một cái vướng mắc. Thì tôi cho rằng đó là bốn cái nhóm nguyên nhân chính khiến cho một cái chương trình rất tốt như cái chương trình nhà ở xã hội chúng ta triển khai có thể nói là chưa thành công như trong thời gian vừa qua. Trên thị trường, nhất là hai thị trường lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì giá nhà liên tục tăng và đang ở mức rất cao. Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho thấy giá nhà bình dân tại Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 49 triệu.